còn bảo là làm lễ đâu phải, ôi sợ thế à. Thôi mà đã sợ đấy, xong rồi tự dưng bảo là bây giờ phải được cái gì thế mạng cái gì đấy, xong rồi để cho cái người kia người ta chết đi thì để tao người ta nhập vào tao thì một người mới thì tao thôi đi còn chơi. Gì nhỉ? Chết rồi. Gì đấy? Ghét nhỉ? Mặt hờn dỗi. Come on. Vị đắng đầu môi. Nếu người yêu Tino đòi mình cosplay vào một buổi tối, chỉ có hai đứa Tino. Chỉ có hai đứa, Tino sẽ cosplay thành con mèo Trần Đức Bo, Thủy Thủ Mặt Trăng và thứ ba là Suka. Lựa chọn xong phải diễn theo, nếu không chọn hoặc không diễn được phải làm thử thách là ok. Ở hiểu không? Hiểu, em sẽ cosplay thành Trần Đức Bo. Ok, Rồi, cho em xin tí nhạc của Trần Đức Bo nào. Bắt đầu nhé. Thôi mình đầu hàng, hôm nay mình sẽ phải ăn hết. Ok. Mình kiếm món tự giác ở đây này. Được. Ok, chương trình sẵn sàng chưa nào, let's go. Thôi nào. Vị đắng đầu môi. Ok, em hỏi anh. Ghét nhất là mướp đắng nhé. CJ được xem là người cực kỳ trung thủy nhưng cũng có lúc bắp sai lầm. Hãy kể Friend with Benefit CJ nhiều nhất. Phải kể. Yes. Có gì mà kể vậy? Không kể là phải ăn. Kể như nào ta? Bạn ấy như thế nào? Tính cách ra sao? Ngoại hình như nào? Have sex tốt không? Gặp nhau mấy lần một tuần? Tại sao lại không cưới nhau? Ok, xem nào, Friend with Benefit thì một người đã lấy vợ rồi, thực ra là mình chẳng bao giờ nghĩ đến mấy chuyện này, nên là bây giờ mình sẽ phải tua lại cuộc đời của mình. Chắc là với em đúng không? Anh sợ công khai. Chắc là với em đúng không? Anh sợ công khai. Không. Sợ cái gì? Không, mình sợ cái gì? Vợ mình đã biết hết, mà bây giờ mình cũng chẳng nhớ lại. Không, thì em bảo là Friend with Benefit trong quá khứ của anh là em sợ công khai. Mời đi cưng. Ok, xem nào. Nhớ ngày xưa ở bên anh thì có bạn bạn này cũng khá là dễ thương, cùng lớp. Bạn ấy là người cái gì ạ? Sinh ra ở Nam Phi. Nhưng mà bạn ấy là người cái gì nhỉ? Nước gì Sri Lanka. Sri Lanka là nước gì ta? Là Sri Lanka. Ok. Bạn ấy là người Sri Lanka nhưng mà bạn ấy sống ở Úc, ở Australia đó. Australia thì bạn ấy cũng đang học cùng khoa với mình. Thì ban đầu thì CD cũng thích bạn ấy, CD cũng tỏ tình các thứ nhưng mà bạn ấy không đổ. Bạn ấy kiểu gì ấy. Xong cuối cùng thì CJ mời bạn ấy đi xem phim. Xong bạn ấy lúc đang xem phim thì bạn ấy cứ kiểu cái đúng phim mà CJ chọn đúng là phim kiểu phim ok. Xong là CJ bắt đầu tự dưng mình đang xem phim đôi thì bạn ấy là người chủ động. Bạn ấy là người chủ động để tay lên đùi của CJ. Xong là CJ nhìn kiểu nhìn nhau, bạn ấy thì kiểu cảm giác kiểu không có gì. Mà thực sự là đấy là lần đầu tiên mà CJ cũng
làm chuyện đấy. Xong cuối cùng là hai bạn đến nhà của CJ. Xong là bạn ấy cũng câu hỏi một câu là muốn xem phim tiếp, bảo vừa xem phim xong mà sao lại muốn xem phim tiếp. Thì bạn ấy bảo nhưng mà em muốn xem phim khác cơ. Phim khác gì? Xong bạn ấy bảo thêm mày có phim gì trên thế không? Trên máy tính. Bảo không có. Xong bạn ấy lên mạng, bạn ấy móc ra. Lần đầu tiên CJ làm chuyện đấy, mình làm hàng tí 7 lần trong một ngày đó. Ủa? 7 xong trong một ngày đấy. Trong một ngày đó. Lần đầu tiên mà CJ làm chuyện đấy. Không phải lần đầu tiên của bạn ấy, rõ ràng rồi. Không phải lần đầu tiên. Đó. Đấy, chỉ có cái câu chuyện đấy thôi. Với cả đấy, sau một thời gian làm friend cho đến khi bạn ấy không người yêu. Đó, hết câu chuyện. Ok. Được tính không? Rồi, ok, cảm ơn. Nào, em câu chuyện rất là rất là nhạt nhẽo. Ôi. Ok. Đừng có mà xuất hiện ở đây đấy. Dừng lại. Không cảm xúc. Gọi điện cho người bạn gái thân, báo mẹ mình bắt lấy vợ và tháng sau sẽ cưới. Gọi điện cho người bạn gái thân, báo mẹ mình bắt lấy vợ và tháng sau sẽ cưới. Ok. Oh my god. Bạn này rất là dũng cảm luôn. Thử thách nào cũng làm được. Em ơi. Rồi nhỉ. Đồ đấy. Đừng có mà gọi đến cho em gái chị gái gì nhá. Phải chứng minh là bạn nào xem nào. À, phải điện thoại được. Mày ơi, mày đang ở đâu đấy? Có tiện nói chuyện không? Đang ở nhà thì sao đấy? Mày ơi, tao bảo không tự dưng kiểu mẹ tao không biết chủ nghe ai ấy. Xong rồi bảo là ý bảo là bây giờ phải làm lễ cho tao, xong rồi phải bắt tao kiểu lấy vợ thì tao mới hết BD được mày ạ. Thật á? Ồ, xong rồi tự dưng mẹ tao cứ bắt điện thoại xong bắt tao. Thôi, tao nói nhanh thôi, tí nữa tao đi cúp máy bây giờ. Xong tự dưng bảo là bây giờ phải làm lễ, xong rồi phải bắt tao phải cưới một người con gái về thì tao mới hết như thế. Tao không biết là nghe ai nữa, mẹ tao bảo tao không biết nữa, xong rồi tự dưng bảo thế. Làm lễ sao mà làm bây giờ là cổ hiểu thế hả trời. Mẹ còn bảo là làm lễ đâu, mẹ ôi sợ thế nào. Cho bảo cái đây mình về. Thôi mày là tao sợ. Đấy, xong rồi tự dưng bảo là bây giờ phải cái gì thế mạng cái gì đấy, xong rồi để cho cái người kia người ta chết đi thì để kiểu tao người ta nhập vào tao thì một người mới thì tao để tao mới lấy được vợ mà. Bây giờ kiểu thế đấy, ý là phải có một cái người khác ấy, xong rồi kiểu thế tao xong rồi chết đi, xong rồi phải làm một cái lễ để nhập một cái người khác vào người tao để tao đi lấy vợ mày ạ. Tao không hiểu kiểu gì nữa. Cúng một người khác nhập vào mày á? Ừ, nghĩa là cúng một cái người khác nhập vào tao để cho tao thành một người bình thường ấy. Ừ, sao lấy hồn người ta nhập vào mày? Xong rồi là lấy cái hồn của tao nhập trong một cái người khác để cho người đấy chết đi. Để người ta, kiểu người ta mang cái nghiệp BD của mình đi ấy. Xong rồi là đấy, xong mày lấy vợ xong cúng lại hồn cho mày. Ừ. Tối hôm qua tao stress suốt tối hôm qua này ạ. Phải bắt là 2 tháng nữa phải làm luôn, kiểu không thì hết năm nay là không tốt nữa. Thế mày bảo mẹ mày như nào? Tao bảo mẹ tao cúp máy luôn, tao không nói chuyện nữa mày ạ, vì tao nghe tao sợ quá. Ôi tin là thật chị ạ. Mày giết tiếp tục tiếp luôn. Em phải dựng cái câu chuyện hợp lý đúng không? Không thì nó sẽ thấy là em sẽ đang dự định xem nó. Oh my god.
người. Một kích âm hình gì cũng làm được, nhưng mà hay thật, không biết là giỏi, giỏi thật. Tập nặng đi, tập nặng đi, tập nặng đi. Kem nước mắm. Không, tất cả đây. Không, kem nước mắm. Đợt này, nhìn từ đây là biết tất cả. Kem nước mắm. Nhìn. Kem nước mắm. Thôi, thôi, thôi. Tất cả nhá. Lại, lại. Không, tôi ăn bao nhiêu rồi mà. Tôi vẫn đang hỏi, vẫn đang hỏi, tôi sẽ trả lời. Ok, ok. Ui, may thêm. Hãy diễn lại 3 trend TikTok. Nếu không làm được hay không đủ thì phải làm thử thách. Diễn lại 3 trend TikTok bây giờ. Thực ra có thể làm được, có thể làm được. Cái gì nhỉ? Trend đầu tiên. Có thể đứng lên được không nhỉ? Ok. Thứ nhất là, có thể là cũng không phải là trend bây giờ. Nhưng mà ít nhất là cái gì? Cái gì? Bài hát gì nhỉ? Rồi, ok, một. Rồi, một cái nữa là sẽ có một cái screen màu xanh, cái dây màu xanh đi theo mà người ta sẽ làm mắt kiểu xong làm người cho nó dài hơn, được xong thứ lạnh dạng. Làm một cái nữa. Ok. Và cuối cùng là cái gì nhỉ? Từ nhá. Nhớ lại xem nào, cái gì đang trend trên TikTok bây giờ nhỉ? Có một cái mà người ta sẽ ngồi ghế này, xong có một chiếc giày, xong ném cái chiếc giày xong làm cái quả. Ok, tay cả người. Chú chưa? Chú chưa? Kể về lần bị kỳ thị về giới tính mà thấy nó buồn nhất. Ồ. Thật ra là em không bị bị buồn khi mà người ngoài kỳ thị giới tính của mình, mà em bị buồn khi mà chính người thân, người chơi với mình ấy, người ta kỳ thị giới tính của mình. Nhưng mà thật ra thì em chưa gặp những cái gọi là kiểu hành động mà kỳ thị một cái kiểu bộc lộ, một cái cách trực tiếp, mà chỉ là kiểu những cái lời nói của người ta trong một cái khoảng khắc, một cái tích tắc nào đấy mà người ta không ý thức được ấy, thì người ta nói ra để làm cho mình kiểu mình cảm thấy mình buồn thôi. Ví dụ như là ok thì mình cũng, em thì em cũng biết là ok mình gay hay mình BD hay mình sao đấy, ok cũng được, không có vấn đề gì cả. Thế nhưng mà khi mà ví dụ trong một câu chuyện mà mọi người cứ hay kiểu thôi, ví dụ như là chị em mình thì sẽ kiểu đi ở cái chỗ này thôi, còn để cho mấy con BD thì thôi lại ở một bên phòng kia, kiểu có thể là đấy chỉ là một câu đùa thôi, nhưng mà kiểu em không cảm thấy vui khi mà em nghe cái kiểu mà con BD hay là kiểu gì, có thể là để cho mấy con kia hoặc mấy đứa kia hoặc mấy bạn kia chứ gì đấy, nhưng mà đừng có cho thêm những cái kiểu từ để mà phải nhấn mạnh ấy, thì em không thích kiểu thế. Rồi, ok. Thì sẽ sai lần cuối cùng nha. Lại tất nạ thì hay quá. Come on now. Mắt mình cũng theo cái chữ tất nạ này từ nãy rồi. Theo no. Chữ chua. Tiếp đi, kia đi cơ. No. Ok. Tiếp. No. Ok. Vị đắng đầu môi. Lại cái này nữa. Em không phải là... Ăn rồi. Câu hỏi cuối cùng, kể tên các giới tính của LGBT. Ok, có LGBTQ plus I, đúng không? L là lesbian, G là gay, yeah. B là bisexual, Q là queer. LGBTQ. BT. LGBT. T là transgender. Yeah. Q là queer, right? Yeah. You right? And then I. Oh, LGBT. Yeah. Okay. LGBT. Quá là quá. Excellent. Vậy thì chúng ta sẽ vừa làm được. Okay. Xin cảm ơn và các bạn hãy nhớ
bấm nút subscribe, bấm nút like, bấm nút share. Và các bạn có ý kiến gì về LGBTQ, câu chuyện của CJ và Tino thì các bạn hãy comment ở dưới và chúng ta sẽ gặp nhau vào số tiếp theo. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại, bye.